muốn tiền đủ tiêu không hề khó. Thế nhưng 95% đàn ông bị nghèo do dại dột mắc phải 5 cái bẫy cay đắng này. Thực tế, để trở thành triệu phú, tỷ phú đô la thì rất khó. Tuy nhiên, trở thành một người bình thường có cuộc sống đầy đủ và thoải mái mà không bị cái nghèo đeo bám lại vô cùng dễ. Điều đáng tiếc là 90% đàn ông không có được cuộc sống đầy đủ đó chỉ vì đang phung phí khối tài sản lớn nhất của mình và rơi vào bẫy của nghèo đói. Tại sao người nghèo mãi vẫn nghèo, còn người giàu ngày càng giàu? một số thói quen, nguyên tắc tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại vô tình khiến cuộc sống của bạn nghèo mãi hoàn nghèo. Nếu không muốn bản thân rơi vào tình trạng nợ nần, nghèo đói bạn nhất định không được phạm phải năm bẫy nghèo đơn giản này. Một, không nghĩ tới bản thân mình trước. Có những người, trong túi chỉ còn một triệu đồng để sống đến cuối tháng nhưng lại sẵn sàng cho người khác mượn 900 nghìn đồng. Những người cà nể kiểu vậy hay bị lợi dụng vì không biết cách nói từ chối. Khi bạn càng hy sinh nhiều vì người khác, không mang đến lợi lộc hoặc những gì sẽ nhận lại được nếu là người hiểu chuyện họ sẽ trân trọng bạn nhưng nếu là người không biết điều họ sẽ không nghĩ những gì bạn làm cho họ dành cho họ là vì tình yêu mến mà đó là bổn phận trách nhiệm của bạn khi bạn không còn khả năng đáp ứng cho những đòi hỏi yêu cầu của họ họ sẽ trở mặt có một nhược điểm mà người cả nể dễ bị bắt thóp lợi dụng là luôn ngần ngại không biết cách từ chối bởi thế lòng tốt của họ mới hay bị lợi dụng và đánh giá thấp có câu người không vì mình trời chu đất diệt ngay đến bản thân mình muốn làm gì, không thích làm gì còn không quyết định được, không chủ động tạo sự thoải mái cho mình thì còn nhờ cậy đến ai? Muốn giúp đỡ người khác một cách bền vững, trước tiên bạn phải vững mạnh, thoải mái trước đã. 2. Không giải quyết dứt điểm nợ nần. Hay nói cách khác là để nợ chồng thêm nợ. Nếu bạn luôn dùng thẻ tín dụng hay vay tiền bạn bè, người thân chỉ để thỏa mãn ham muốn mua sắm của mình trong thời điểm này thì trong tương lai bạn sẽ phải đối mặt với gánh nặng tài chính khủng khiếp mỗi một hóa đơn chỉ mất một đến 2 giây để thanh toán bằng thẻ nhưng sẽ mất vài tháng để có thể chi trả hết những con số nhỏ khi cộng dồn vào nhau thậm chí phải tính thêm lãi suất sẽ trở thành khoản nợ lớn vượt sức tưởng tượng do đó nếu không có kế hoạch dài hạn về tiền bạc bạn không những không tiết kiệm được tiền mà chất lượng cuộc sống cũng bị giảm sút đáng kể dù gia đình và bạn bè luôn sẵn lòng hỗ trợ nhưng cứ mãi là cái hòm quyên góp chắc chắn không phải là một cuộc sống đáng mơ ước ai cũng có giới hạn và mọi người sẽ không thể thông cảm cho bạn mãi được. Sớm muộn gì mối quan hệ giữa bạn và những người khác sẽ trở nên tồi tệ nếu bạn không chịu tự đứng trên đôi chân của mình. Khi mượn tiền ai đó, hãy làm mọi biện pháp để không để không phải rơi vào tình trạng đó một lần nữa. Tính xem bạn có thể giảm chi tiêu hay tăng thu nhập bằng cách nào. Nói thẳng ra, bạn nên tự nhận thức được tình cảnh nghiêm trọng của mình. 3. Không có tiền cho những trường hợp khẩn cấp. Trong cuộc sống có thể ập đến rất nhiều rủi ro không thể lường trước được có thể là công việc của bạn gián đoạn hay nghỉ việc và mất thu nhập chuyển chỗ ở mới người thân bị ốm những lúc xảy ra trường hợp bất ngờ như thế nguồn tài chính ở đâu để bạn xoay sở bạn có để ý khi còn là một thiếu niên nếu bạn càng cư xử vô trách nhiệm bố mẹ càng quản lý chặt hơn trong khi đó nếu bạn tuân theo các quy tắc gia đình hoàn thành mọi việc nhà trước khi đi chơi bạn được bố mẹ thưởng nhiều tự do hơn tiền cũng vậy bạn càng tiết kiệm được nhiều tiền bạn càng tự do tài chính một người có 22 tỷ đồng sẽ có nhiều tự do tài chính hơn người chỉ có 2 tỷ. Và chắc chắn người có 22 tỷ kia đã đối xử với đồng tiền có trách nhiệm trong một thời gian dài hơn người chỉ có 2 tỷ. Người ta vẫn nói tự do trong khuôn khổ. Khi nói đến tài chính cá nhân, nếu bạn đặt ra ranh giới cho chi tiêu của mình để có thể tiết kiệm một phần thu nhập, bạn sẽ có nhiều tự do hơn. Bằng cách xây dựng một quỹ khẩn cấp, bạn có thể sẵn sàng chi trả cho những trường hợp khẩn cấp bất ngờ mà không phải chuyển sang nợ thẻ tín dụng các khoản vay gia đình hoặc các lựa chọn vay khác gây căng thẳng không cần thiết. 4. Thỏa mãn niềm vui nhất thời thay vì suy tính cho tương lai. Tôi hay gọi những người làm ngược lại theo nguyên tắc trên là những người đàn ông theo trường phái ngày chủ nhật. Đối với anh ta, chỉ cần hôm nay vui là được, chỉ cần hôm nay được thả ga hết mình là được, có tiêu hết số tiền đang có cũng chẳng sao. Anh ta không nghĩ đến chuyện khi cuộc vui kết thúc, ngày mới bắt đầu, anh ta sẽ dùng tiền ở đâu để ăn, để sống tiếp. Nhưng gậy ông đập lưng ông niềm vui nhất thời ấy sẽ buộc bạn phải trả giá đắt trong tương lai. Sự thiếu chuẩn bị tài chính và quá nhiều nợ đều dễ khiến tương lai của bạn mệt mỏi, căng thẳng. Bạn càng bắt đầu tiết kiệm tiền muộn là càng đưa nhiều căng thẳng vào cuộc sống của mình. 5. Đầu tư cho những món đồ thay vì đầu tư bản thân Tỷ phú đầu tư thế giới Warren Buffet đã từng nói, đầu tư càng nhiều vào bản thân mình càng tốt, bạn là tài sản lớn nhất của chính mình cho đến thời điểm này. Thị trường đầu tư, vàng, bất động sản, tiền ảo luôn rộn ràng với nhiều hứa hẹn sinh lời trong tương lai dù vậy các khoản đầu tư trên thị trường bị chi phối bởi sự thay đổi của nhiều yếu tố như tình hình kinh tế thế giới tình hình xã hội chính sách nhà nước nói cách khác đầu tư vào các loại tài sản trên thị trường tiềm ẩn không ít rủi ro đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức phải tìm hiểu kỹ càng còn khi bỏ vốn vào bản thân là bạn đang tạo ra thị trường cho riêng mình với toàn quyền kiểm soát rủi ro mục tiêu và quyết định kết quả đầu tư như thế nào sự nghiệp bình bình công việc mỗi ngày đều giống nhau và bạn thấy vậy là ổn không hề công nghệ mới đang thay đổi công việc hàng ngày của chúng ta nếu không phát triển bạn sẽ bị đào thải khi đầu tư cho chính mình bạn sẽ làm tăng giá trị năng lực bản thân và giá trị này luôn có thể sinh lời trong tương lai mà không bị tính thuế hay chịu ảnh hưởng bởi lạm phát đây chính là nền tảng vững chắc để bạn phát triển tốt hơn trong tương lai được nhìn nhận và đánh giá cao hơn chất lượng cuộc sống theo đó cũng sẽ càng được nâng cao nói cách khác đầu tư cho bản thân không bao giờ lỗ chỉ có tạo thêm lợi nhuận về tinh thần và vật chất mà thôi tôi hiểu tâm lý của những người làm mãi mà vẫn nghèo họ sẽ luôn tìm kiếm và theo đuổi một cơ hội mang tên đổi đời nhưng phần trăm cơ hội đổi đời không nhiều phần lớn sự giàu có đều cần kiên trì và nỗ lực trong một thời gian dài cảnh giới của đời người là biết đủ không tham lam hay mong giàu sổi đồng thời cũng biết buông bỏ những thứ không đáng có như thế một cuộc sống ấm no đầy đủ mới đến với bạn được